Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại cái video ngày hôm nay của kênh Góc Xây Dựng nhé. Thì hôm nay ở cái video này thì em sẽ đi hướng dẫn mọi người cái cách đọc bản vẽ xây dựng. Và anh em dựa vào một cái bản vẽ mà anh em thi công và chủ đầu tư hoặc là những công trình họ đưa cho mình cái bản vẽ thiết kế như thế này và muốn mình thi công một cái dầm nào đó trong một cái khuôn viên thi công của chúng ta. Đấy, thì chúng ta dựa vào đó, chúng ta xem những bản vẽ thiết kế mà họ đã vẽ trước cho mình để mình áp dụng vào thi công cái công việc của chúng ta. Đấy, nếu mà anh em mà không biết xem bản vẽ thiết kế thì nói chung là mình nhìn vào thì mình sẽ không biết là thi công cái hạng mục nào như thế nào sao cho đúng kỹ thuật của thiết kế họ đã vẽ cho. Thế là hôm nay cái video này thì em Hoàng sẽ đi chia sẻ và chỉ cho mọi người là cách đọc bản vẽ thiết kế nhá. Đấy, ví dụ như kiểu trên màn hình mọi người đang xem thì em có một cái dầm ở đây gọi là dầm D4. Thì ở trong một cái bản vẽ thiết kế thì nó có rất là nhiều dầm. Đấy, nhưng mà hôm nay em chỉ lấy một cái dầm minh họa ra để em hướng dẫn mọi người cách xem thôi, còn những cái dầm khác thì xem nó cũng tương tự như vậy. Đấy, thì anh em có thể là xem qua cái dầm này để anh em áp dụng để thi công và làm những cái dầm khác tương tự như vậy nhá. Thì ở đây em có một cái dầm từ điểm B cho đến điểm A, nó có cái chiều dài là 4m. Đấy, nó có cái chiều dài 4m để anh em xem được cái hết cái khoảng cách của cái dầm này như thế nào và cách bố trí những cái cây thép chính ở đây là mấy cây và đi mấy cây ở dưới, mấy cây ở trên và đi bao nhiêu, tăng cường thế nào. Thì mình sẽ đi vào từng mặt cắt một nhé. Lúc anh em xem mặt vẽ thì anh em nên xem từng mặt cắt một, ví dụ như mặt cắt 11 này. Đấy, mặt cắt 22 này và mặt cắt 33 này, anh em sẽ đi từ mặt cắt một để anh em thi công cái dầm này nhé. Thì em sẽ nói sơ qua cái dầm ở đây, nó là cái dầm 250 nhân 350. Đấy, người ta hay gọi là dầm 250 và dầm 350 đấy. Đấy, nó có cái bề rộng là 250 và chiều cao là 350. Thì để đi vào chi tiết đầu tiên thì mình sẽ nhìn cái dầm này. Cái dầm này nó có cái mặt cắt 11 này, mặt cắt 22 và cắt 33 này. Đấy, thì mình sẽ đi từ hai cây dưới trước và đến hai cây trên sau nhá. Đấy, đầu tiên mình sẽ đi nhìn ở dưới mặt cắt 11 thì nó có hai cái nốt chấm bên này thì nó sẽ biểu thị cho là hai cây sắt. Thì ở đây mình sẽ nhìn ba cái mặt cắt này. Đấy, ba cái mặt cắt 1, 2, 3 này, nó đều có hai cây ở dưới. Đấy, đều có hai cây ở dưới. Đều có hai cây ở dưới, tất cả hai cây ở dưới này nó đều đi bằng cây phi 18. Đấy, mọi người nhìn. Đấy, hai cây này nó đều đi bằng hai cây phi 18. Hai cây này nó cũng vậy, nó đều đi vào hai cây phi 18. Đấy. Thì chúng ta sẽ bắt đầu đi cắt hai cây sắt ở dưới của cái dầm D4 này. Nó có cái chiều dài là 4m. Đấy, nó có cái chiều dài là 4m thì chúng ta chỉ có cắt 3m 3m 93 thôi. Chúng ta trừ đi 7 phân. Trừ đi 7 phân là chúng ta trừ đi 7 phân để cách ra để chúng ta đổ bê tông. Mỗi bên chúng ta phủ bê tông là 3cm nha. Đấy, một bên chúng ta phủ bê tông là 3cm thì chúng ta trừ đi 7cm thì chúng ta chỉ cắt dầm 4m thì chúng ta chỉ cắt là 3m93 hoặc là 3m94 thôi. Đấy, để mỗi bên nó có 3 phủ bê tông lên sắt tầm 3 phân là ok nhá. Đấy, 2-3 phân là ok. Đấy, tiếp theo mình đã đi được hai cây sắt phi 18 rồi, chạy thông từ đầu bên này sang tới đầu bên này rồi. Đấy, với ba mặt cắt thì nó đều có hai cây chạy như vậy, hai cây phi 18 rồi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi nhìn xem ở trên cái mặt cắt 11, 22, 33 nó còn có cây nào nữa không. Thì ở cả một mặt cắt 11 này như chúng ta nhìn thấy thì nó chỉ có hai cây phi ở dưới thôi. Đấy, nhưng mặt cắt 22 ở đây nó lại có hai cây ở trên này nữa. Mặt cắt 33 thì không có thì chúng ta sẽ loại bỏ thằng 11 và thằng 33 này đi. Đấy, chúng ta chỉ quan tâm đến cái thằng mặt cắt 22 này thôi. Thì thằng mặt cắt 22 này nó có 4 cây thì hai cây chúng ta vừa đi rồi là hai cây phi 18 rồi. Thì ở trên này nó còn hai cây nữa là hai cây phi 16. Đấy, hai cây phi 16 này chúng ta sẽ cắt thế nào? Đấy, thì em ở đây em hướng dẫn là em hướng dẫn đi hết cây sắt ở dưới xong bắt đầu em hướng dẫn ở trên nhá. Để mọi người xem thôi. Anh em hình dung là mình sẽ cắt sắt ở dưới trước và cắt sắt ở trên sau nhá. Đấy, thì mình sẽ đi hai cây phi 16. Hai cây phi 16 ở đây. Đấy, hai cây phi 16 ở đây thì người ta biểu hiện ra đây này. Đấy, hai cây phi 16 thì mình sẽ cắt với cái chiều dài là 2m50. Đấy, hai cây phi 16 này mình sẽ cắt là 2m50. Mình chia đôi khoảng dầm ra. Đấy, xong mình chia đôi cái khoảng 2m50 ra. Đấy, thì mình sẽ đặt cái cây sắt này vào giữa cái dầm này. Đấy, mình sẽ đặt cái khoảng cách 2m50 này vào giữa cái dầm này, hai cây phi 16. Anh em đặt vào ở giữa. Đấy, ở giữa cái dầm này và cách hai cái cây phi 18 ở dưới nhá. Đấy, thế này, cách hai cây phi 18 bên này là khoảng cách là 5cm.
anh em nhé, khoảng cách là 5 cm đấy. Hai cái phim 18 anh em giải ở dưới rồi, còn hai cái phim 16 này thì anh em sẽ buộc lên bên trên bằng cách hai cái phim 18 này là 5 cm đùi lên trên mọi người nhá. Đấy, thế là mình đã hoàn thành được hai cây phi ở dưới rồi và hai cây phi bổ sung tăng cường 16 rồi, thì bây giờ mình sẽ quan tâm đến đến cái sắt ở trên. Đấy, thì để làm sao mà anh em xem được cái sắt ở trên thì mình lại bắt đầu nhìn lên ở trên, mình lại nhìn lên những cái biểu hiện của sắt ở trên. Thì ở đây với cái mắt cắt 1:1 ấy, thì là nó có 4 cây, thì mình chưa muốn quan tâm là nó có hai cây thêm hai cây nữa, mình quan tâm là có hai cây đầu tiên đi là hai cây phi 18 này. Tiếp theo dầm bậc cắt 22 nó cũng có hai cây phi 18 này, bậc cắt 33 nó cũng có hai cây phi 18, tương tự như vậy thì chúng ta sẽ lại cắt hai cây phi 18 chạy từ đầu này sang đến cuối đầu này. Đấy, tương tự như cái ở dưới nhưng mà chúng ta phải đẹp màu nhé. Đấy, hai cây ở trên, hai cây phi 18 ở trên thì chúng ta phải đẹp màu. Đấy, đối với cái dầm 350 này thì anh em đẹp màu 25 cm cho mình. Đấy, mọi người cần bèo mỏ 25 cm là ok rồi. Đấy, chúng ta sẽ cắt là 4 mét, nhưng mà chúng ta cộng thêm 50 cm nữa. Đấy, cộng thêm 50 cm là mỗi bên này 25 này, 25 này là 50 này, thì chiều dài của dòng 4 là 4 mét, thì chúng ta sẽ cộng thêm 50 cm nữa, thì chúng ta sẽ phải cắt hai cái sắt phi 18 này. Đấy, hai cái sắt phi 18 này từ đây sang đây là 4 mét 50, hai cây nha. Tiếp theo chúng ta sẽ lại đi nhìn từng mặt cắt một. Chúng ta thấy cái mặt cắt 11 này nó lại có thêm hai cái phi 16 nữa, rồi hai cái phi 18 mà chúng ta vừa đi rồi, bây giờ họ lại thêm hai cái phi 16 nữa. Hai cái phi 16 nó sẽ tương tự như hai cái phi 16 ở dưới cái mặt cắt 22 chúng ta vừa xem xong, nhưng mà nó là ở vị trí trên thì nó không phải ở vị trí dưới nữa. Đấy, nó sẽ ở vị trí trên thì chúng ta sẽ xác định cái mặt cắt 11 đây, mặt cắt 11 đây nó biểu hiện 11 này, thì hai cái phi 16 này, hai cái phi 16 này ở đây nó biểu hiện là nó sẽ cắt 1/4 của dầm. Đấy, từ chỗ này chúng ta sẽ đo từ cái dầm ra đây là 1 mét. Đấy, chúng ta cắt hai cái phi 16 với cái chiều dài là 1 mét, cộng thêm 25 phân bỏ bẻ bỏ nữa là 1 mét 25. Đấy, thì chúng ta sẽ cắt hai cái thanh 1 mét 25 chúng ta buộc ở cái mặt cắt 11 này. Đấy, đối với cái mặt cắt 11 này thì anh em cắt hai cây đấy và anh em cũng buộc lùi xuống là 5 cm. À, anh em sẽ buộc lùi xuống 5 cm cách cái hai cây phi 18 này là 5 cm nhé. Đấy, còn đối với mặt cắt 33 mảnh bên này thì anh em không được làm giống như kiểu 11 nhé, thì mặt cắt 33 thì nó sẽ khác nhé. Đấy, mặt cắt 22 thì nó không có, nó chỉ có hai cây phi 18 thôi, thì chúng ta không quan tâm về nó nữa, chúng ta sẽ quan tâm đến cái thằng mặt cắt 33 thôi. Ở đây thì cái thằng mặt cắt 33 ở đây thì nó lại có 3 cây, thì hai cây phi 18 thì chúng ta đã đi rồi. Đấy, bởi ở đây rồi thì còn lại một cây phi 16 thôi. Đấy, còn lại một cây phi 16 thôi. Đây này, hai cây phi 18 thì chúng ta đã đi hết hai cây phi 18 thôi. Ở đây giờ thì còn một cây phi 16 thôi. Và một cây phi 16 này thì nó cũng tăng cường tương tự như là một tương tự như là hai cây phi 16 bên này. Đấy, thì chúng ta cũng sẽ cắt 1 mét 25. Tương tự như một cây phi 16 ở bên này. Đấy, thì chúng ta sẽ cắt 1 mét 25 một cây và chúng ta buộc vào vị trí ở giữa của hai cây phi 18 lúc này. Đấy, bạn hiểu chưa? Đấy, ở đây nó lại không buộc tụt xuống 5 cm như kiểu là hai cây phi 16 bên này, mà nó lại buộc vào cái phần giữa của hai cây phi 18 chúng ta bẻ bỏ. Đấy, nó tăng cường ở đây là tăng cường ở giữa, còn được cái thằng mặt cắt 11 này thì nó lại tăng cường hai cây ở bên dưới, bên dưới hai cái cây phi 18 này cơ, chứ nó không ở giữa như kiểu là bên này. Đấy, nó khác biệt nhau cho mọi người nhá. Đấy, mọi người xem bản vẽ thiết kế thì mọi người phải xem theo cái mặt cắt này. Đấy, mặt cắt 11 thì chúng ta áp dụng trực tiếp vào 11, 22 chúng ta áp dụng mà trực tiếp vào 22, 33 áp dụng trực tiếp vào 33, nhưng mà anh em thi công thì anh em nên xem từ mặt cắt 11 đến 22 đến 33, anh em phải làm theo trình tự. Đấy, và anh em dở từng trang một để anh em đối soát với nhau, chứ không phải là anh em xem một cái mặt cắt này mà anh em có thể là hiểu được hết đâu. Anh em chỉ phải xem tính tự nhá. Tiếp theo là cái phần bố trí đai. Chúng ta xem hết về cái phần bố trí sắt cây rồi. Đấy, thì chúng ta biết là cái dầm này bố trí là 4 cây. 4 cây phi 18 là chủ đạo, còn tăng cường là phi 16. Thì chúng ta đã nắm bắt được hết về cái phần sắt cây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ về phần bố trí đai. Đai ở đây thì được bố trí bằng đai sắt 6. Đây này, có biểu tượng đây này.
là biểu tượng bằng sắt đai phi 6. Đai sắt phi 6 ở đây thì chúng ta sẽ đo từ bên cái đầu dầm này ra tới ngoài này là 1,5 m, ra tới ngoài này là 1 m, 1 m bằng với cái sắt hai cái phi 6 của chúng ta vừa tăng cường ấy, thì chúng ta sẽ buộc với cái khoảng cách là A15. Đấy, ở trên bản vẽ thiết kế thì họ thường thường họ ghi là phi 6 A150, thì chúng ta sẽ tưởng tượng như là sắt phi 6 buộc với A15, nghĩa là 15 cm. Này ở trong thiết kế thì họ sẽ ghi 15 cm là 150. Đấy, còn 20 cm là 200, còn 1 m thì là 1000. Đấy, mọi người hình dung như vậy nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ cách từ dầm ra ngoài này là 1 m, thì chúng ta sẽ buộc với sắt phi 6 buộc với 15 phân, thì chúng ta sẽ từ 15 phân chúng ta buộc một cái đai, 15 phân chúng ta buộc một cái đai, 15 phân chúng ta buộc một cái đai. Đấy, nó lần lượt như vậy nha mọi người nhá. Đấy, tiếp theo cái khoảng cách chúng ta buộc 1 m rồi, trong lúc chúng ta đo từ góc tường này ra đây, từ góc dầm này ra ngoài này 1 m, thì chúng ta buộc với A15. Sau chúng ta đo từ bên này ra tới bên đầu bên này thì chúng ta sẽ buộc với A20. Đấy, thường thường thiết kế của những cái bản vẽ thiết kế của những công trình nhà nước ấy, thì đa phần là họ hai cái đầu dầm này, đấy, hai cái đầu dầm này lúc nào họ cũng buộc với cái khoảng cách là bao hơn so với thằng ở giữa, vì cái thằng ở giữa này nó chịu lực ít hơn, cái thằng hai thằng ở trên đầu này nó sẽ chịu lực nhiều hơn, thì chúng ta sẽ buộc bao hơn. Như ở trên cái bản thiết kế mọi người đang xem thì hai bên đầu bên này họ đều buộc bằng A15, sắt 6 A15. Đấy, còn ở giữa này thì 1m8 này. Đấy, 1m8 ở đây thì họ buộc vào A200. Đấy, hai bên đầu này chúng ta đo từ đây sang đây 1 m. Đấy, sau chúng ta đo như ở thiết kế đây là họ ghi là 900, nhưng mà mình chưa đo 1 m, vì sao mình phải đo 1 m? Vì mình sẽ lấy dư ra. Đấy, lấy dư ra 1 m, từ 1 m này chúng ta đo vào được dầm này. Đấy, ở trên thiết kế thì họ tính là họ tính từ cái mép ngoài của dầm. Mọi người hình dung không? Mình họ tính từ mép ngoài của dầm này. Đấy, từ đây ra tới góc này là 900. Đấy là 90 cm. Nhưng mà lúc mình thi công mình hay đo thẳng vào chỗ cái mỏ của cái dầm. Đấy, mình hay kéo từ cái mỏ của cái dầm ra, thì mình hay bảo mọi người là nên lấy là 1 m. Mọi người hình dung chưa? Đấy, nên mình bảo mọi người lấy 1 m là như vậy. Và kể cả sắt cũng thế. Cái sắt mà anh em tăng cường lại như vậy, họ ghi trên thiết kế là 90 cm, nhưng mà họ tính bao phủ cả cái dầm 200 thì họ tính là 90, nhưng mà họ không tính là cái phần 10 phân bê tông nó đi vào giữa dầm này nữa và nó bẻ bỏ xuống nữa mọi người nhá. Đấy, cái đấy mình phải tự kinh nghiệm của mình phải tự cộng thêm vào anh em nhá, chứ không phải là thiết kế cái gì lúc nào nó cũng đúng đâu, nhiều cái nó vẫn sai sót mọi người nhá. Thế nên mình vẫn phải áp dụng thực tế vào công việc của mình muốn nó chuẩn hơn. Đấy, thì mình mà mọi người cắt 1 m cộng thêm 10 phân vào trong này nữa. Đấy, thì hai bên này mọi người cắt 1 m là mọi người buộc với A15, còn lại 1m8 thì mọi người sẽ buộc với cái A200. Đấy là cách bố trí sắt đai và sắt cây của cái dầm như thế này. Đấy, mọi người xem mà thấy video hay và bổ ích thì nhớ đừng quên đăng ký kênh này, like kênh này và chia sẻ video trên những cái trang mạng xã hội để cho những anh em nào chưa biết về cách xem bản thiết kế như thế này thì có thể là xem và ủng hộ cho kênh Góc Xây Dựng ngày càng phát triển. Đấy, thì mình chúc tất cả các anh em xem xong cái video này có thể là thành công và có thể là đọc được tất cả các bản thiết kế sắp dần. Và mọi người muốn mình làm video về cái cách đọc bản thiết kế về phần sắp dần hay là về phần gì khác thì mọi người comment ở dưới video nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Xin chào.